quý vị, bong gân trực khớp của tay cổ chân là trường hợp rất thường gặp ở những người hay vận động, chẳng hạn như là vận động viên, những người lao động nặng hay là những người yêu thích thể thao. Vâng, và đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm, thế nhưng nếu chúng ta không điều trị hợp lý và không có phương pháp phòng tránh đúng thì chắc chắn sẽ để lại những tổn thương không đáng có. Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Phùng Văn Hà để có những biện pháp xử lý kịp thời và đúng cách nếu bạn gặp phải trường hợp này. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày khi đi lại, sinh hoạt hoặc là luyện tập thể thao, nếu sơ ý thì chúng ta rất dễ bị gặp phải tình trạng là trật chân, bong gân hay còn gọi là lật sơ mi, và khiến cho chúng ta cảm thấy rất là đau nhức, khó chịu và thậm chí là không đi lại được. Ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến bác sĩ Phùng Văn Hà, bác sĩ chuyên khoa 1 đến từ khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cùng trò chuyện và giúp quý vị có thêm những cái cách xử trí đúng khi chúng ta bị trật chân, bong gân. Thưa bác sĩ Hà, trước tiên thì xin anh có thể giải thích cho quý khán giả được hiểu thêm về cái mức độ tổn thương khi bị trật chân và bong gân nó như thế nào mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và đau nhức đến như vậy ạ. Thường á, trong y học có thống kê là 95% là bong gân á, là tổn thương về cổ chân bên ngoài. Khi mà bong gân tổn thương cổ chân bên ngoài thì nó sẽ làm cho tất cả những cái dây chằng ở vùng cổ chân, kể cả bên ngoài và bên trong, nó bị giãn ra. Thì trong y khoa người ta họ chia ra làm 3 mức độ. Thứ nhất là mức độ 1 là mức độ nhẹ. Mức độ nhẹ là khi mình chơi thể thao, mình đi lại thì nó gây trượt chân. Sau cái trượt chân đó thì bệnh nhân sẽ cảm thấy đau ở vùng cổ chân và đi lại rất là đau và đi lại khó khăn. Có thể bệnh nhân không đi lại nhẹ nhàng được, nhưng mà khi mà chạy nhảy nhiều thì bệnh nhân không chạy nhảy lại được. Và trong cái mặt về mặt giải phẫu thì nó sẽ tổn thương 25% cái bó sợi cơ đó nó bị đứt. Còn mà bong gân độ 2 là bong gân mức độ trung bình, là khi bệnh nhân bị chơi thể thao hay trượt chân thì bệnh nhân sẽ cảm giác được nghe một tiếng rách rất là nhẹ, và sau tiếng rách đó thì bệnh nhân sẽ đau rất là nhiều và không đi lại được, kể cả đi nhẹ cũng hơi khó khăn. Và trong giải phẫu thì nó sẽ tổn thương 75% đứt rách cái vùng bó cơ đó, và sau một ngày hoặc hai ngày thì cái chỗ đó nó sẽ sưng và bầm tím lên. Về bong gân độ 3 là bong gân mức độ nặng, là khi bệnh nhân chơi thể thao đi lại trượt chân nó sẽ xuất hiện triệu chứng đau rất là nhiều và bệnh nhân không thể đứng dậy được, và khi đó cổ chân mình cảm giác lỏng lẻo ra, và trong giải phẫu học thì sẽ đứt toàn bộ hết tất cả những cái bó sợi cơ gân ở vùng cổ chân đó. Thưa bác sĩ Hà, thân hải thường thấy là khi bị bong gân trật chân như vậy thì mọi người thường hay xử lý theo những cái cách dân gian truyền miệng như là bóp dầu, bóp thuốc, bóp rượu hoặc là nắn khớp chẳng hạn. Như vậy thì ý kiến của anh như thế nào về những cái cách làm này và vì sao ạ? Và trên thực tế thì mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp là bệnh nhân khi chơi thể thao xong hoặc là bệnh nhân đi lại trượt chân thì sau cái bong gân đó thì người bệnh nhân không biết cách xử lý, là dùng dầu nóng bóp hoặc là xoa thì nó sẽ làm giãn mạch vùng đó ra và làm sưng lên và tình trạng nó sẽ nặng hơn, cho nên là xử lý như vậy là sai. Và có nhiều trường hợp thì kéo nắng sẽ làm cho từ cái chỗ là độ 1 nó chỉ rách một phần thôi, sau đó mình kéo nắng nó làm cho rách nhiều và có thể nó tổn thương mạch máu thần kinh nữa. Cho nên là những trường hợp mà xử lý như vậy là không nên xử lý, nó sẽ bị sai với y khoa. Khi chúng ta gặp phải cái tình trạng là bong gân hoặc là trật chân như vậy thì việc đầu tiên cần làm là gì và chúng ta nên xử lý như thế nào để cho cái tổn thương nó bớt đau nhức và mau hồi phục ạ? Ở trong y học thể thao hay là y học chấn thương thì mà khi mà mình xử lý về vấn đề mà bong gân thì việc đầu tiên khi mình đang chơi thể thao hoặc là mình đang đi bộ mình trượt chân thì cái việc đầu tiên là mình phải ngưng lại, mình không chơi, và lúc đó mình phải lấy đá mình bỏ trong cái túi, có thể túi ni lông hoặc là túi vải, mình chườm lên cái chỗ đau đó 10 phút là 3 đến 4 lần. Rồi sau đó mình sẽ băng ép và cho bệnh nhân gác chân lên cao. Và nếu như nặng thì mình chuyển tới y tế để y tế bác sĩ họ sẽ kiểm tra về lâm sàng, bác sĩ sẽ làm những cái test giống như là test ngang kéo và test ngang kéo nghiêng, thì sẽ làm cho
phát hiện được những trường hợp đứt hoàn toàn hay là đứt không hoàn toàn, và có thể hỗ trợ kỹ thuật cao như bây giờ chụp MRI để mình coi thử nếu đứt hoàn toàn thì mình phải phẫu thuật và tái tạo lại dây chằng thì bệnh nhân mới có khả năng đi lại được. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phùng Văn Hà với những thông tin hữu ích mà anh đã vừa chia sẻ đến quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm những cái thông tin cần thiết giúp chúng ta xử trí đúng khi gặp phải tình trạng bong gân hoặc là chặt chân và giúp cho tổn thương mau hồi phục. Đến đây thì Thanh Hải xin được nói lời chào tạm biệt.